Thuyền lỡ nè anh em. Đã. Thuyền lỡ ha. Thuyền lỡ. Hôm nay mục đích của mình là đi chơi thôi các bạn. Chủ yếu là đi chơi thôi chứ không cũng không có đi bẫy chim nữa. Đi bẫy ốc vít này nè, đi chơi ha. Được một con. Mái trống chiều tới rồi đã chống mình trực chờ rồi sẵn thờ cái đá rồi. Ừ đã chống đã xịt khe vô nữa rồi. Đường này xếp. Để phụ nữ phát triển vai trò của mình trong xã hội. Ba. Còn trống như thế này. Ngoài nó cái ngoài này ngoài nó thấy ngoài mình ờ đã vật vật không cần lắm rồi. Mấy mọi người đốt nữa. Ngoái của nó đá, ngoái mình rồi.
chắc đánh đắt quá. Mái rồi các bạn, đến mái rồi. Chính rồi các bạn. Đây máy bắt lẹ hơn. Máy lụm lẹ hơn nè, anh trống lâu quá.
mới mồi mình lụm lẹ hơn. Rồi đi qua lụm thêm cái. Thuyền lỡ nè nè. Đã. Thuyền lỡ ha. Thuyền lỡ. Bỏ túi luôn. Con này hót giọng tu ít anh em. Hót tu ít. À, thường người nhân họ gọi là con này là nó hót giọng, nó này nó hót vậy đó các bạn. Hôm nay mục đích của mình là đi chơi thôi các bạn, chủ yếu là đi chơi thôi chứ không cũng không có đi bẫy chim nữa, đi bẫy ốc vít này nè, đi chơi ha, được một con. Mái trống.